Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, như một mối duyên, như một gia đình, con đến đây với một tư cách một con người nhỏ bé, chẳng là gì cả và cũng chẳng làm gì cả. Ý thức được cái thân phận của mình như thế thì mình lại càng sống đúng cái vai trò của mình là một con người nhỏ bé. Cái thời gian và sức khỏe nhỏ bé mà Chúa cho được phải nói là hồng ân của Chúa. Và con luôn luôn ý thức con dùng thời gian của mình một cách hợp lý, một cách đúng như ơn Chúa ban, đừng phí phạm thời gian. Chưa bao giờ lên mạng để chơi game hoặc coi phim. Con thường hay đọc, hay nghe và có cái tật là hay viết. Không phải là tài giỏi để viết hoặc là tài ba để mà giảng. Rất sợ. Bởi vì người ta không hiểu, người ta bảo nó có sống ra cái gì đâu mà nó viết. Nó có sống ra cái gì đâu mà nó giảng. Tất cả những điều mà con viết, tất cả những điều mà con giảng, tất cả những điều mà con nói cho người khác, trước hết con luôn ý thức con nói, con giảng cho chính mình, chứ không phải mình hay. Và hỏi con sợ nhất trên đời này đó là gì? Đó là đi giảng. Bởi vì một cái thực tế nó rất khác với lại cái lý thuyết mà con người của chúng ta nặng nề lắm, khó lắm. Thật sự ra là dạo này các cha thấy con chỉ đuôi đuôi vui 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 đùa đùa, chứ con cũng ngại đụng chạm tới ai. Cũng giống như điều mà cha Hùng, mà con tâm đắc cha Hùng nói, ôi sự kiện thiên hạ, anh em mình nói chuyện của mình. Bản thân con cũng vậy, ý thức được tất cả những điều đó để mình lo cân chỉnh cuộc đời của mình. Hôm qua có một cái anh kia, anh hỏi cha ơi, kỳ này giáo hội Việt Nam mình không có hồng y không? Thế con cười, con nói khi nào em lên em làm hồng y em sẽ báo anh. Thì sáng hôm nay lại gửi một cái tin là một cha nào đó đồng tế, có nữ đồng tế hỏi, cha có biết vụ này không? Thì con mới trả lời, em cũng không quan tâm. Chuyện của em bây giờ đó là em lo tu luyện chính bản thân em. Em cân chỉnh cuộc đời em, cũng như những người nào thân quen mình cùng nhau lo ơn cứu độ của mình. Đôi khi mình đi lo lăng tăng ba cái chuyện khác, mình lo cái chuyện của người khác mà mình quên đi cái ơn cứu độ của mình. Ngày hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta chiêm ngắm một khuôn mặt xù xì, già nua, tuổi tác, chẳng làm được cái gì vinh quang ở cái cuộc đời này theo cái nghĩa của người đời, nhưng mà là một vị thánh mà cả người không có đạo, cả những người không cùng tôn giáo kêu mẹ một cái tên rất là thân thương, mẹ Teresa Calcutta. Cả cuộc đời của mẹ được dệt nên bởi một cái chuyện đơn giản, đó là cái lòng bác ái. Và con có chia sẻ với một số người quen, chính cái lòng bác ái, chính cái cách sống bác ái là cái visa để đi vào nước trời. Nhiều người đang tìm cách để đi qua Mỹ, qua Canada, qua Úc, tìm đủ mọi cách để đi vào định cư ở những cái đất nước gọi là tươi đẹp. Nhưng mà xét cho bằng cùng, nó cũng chỉ là cái trần gian, 70, 80, 95 rồi cũng chết. Cuối cùng cuộc đời con người ta chấm hết ở cái chết. Và với niềm tin của người Kitô hữu của chúng ta, nói ra thì xem chừng nó vô lý, nhưng mà nó không hợp với xã hội ngày hôm nay. Nhưng mà đó là cái ơn cứu độ. Xin lỗi, bây giờ làm cho ông này bà kia đi chăng nữa, mà đôi khi con nghe mấy cái lễ đám tang con buồn cười lắm. Người ta xông hương nhau, người ta tự xông hương nhau là cha đó làm được cái này, cha đó làm được cái kia. Nhưng mà xét cho bằng cùng là của ai? Là của Chúa. Linh mục mình chỉ là cái khí cụ, là cái công cụ Chúa trao ban. Nhưng mà đến khi chết người ta xông hương nhau ghê quá. Và cuối cùng thằng nào cũng như thằng nào,
xin Chúa thương xót cho cha đó, cho sơ kia, bởi vì trong thân phận làm người không tránh khỏi sai sót. Nó nghịch lý, ca tụng nhau nhưng mà cuối cùng lại xì xà xì sụp thương, xin lòng thương xót của Chúa. Mẹ Teresa đã sống cái lòng thương xót đó trong cuộc đời rất tuyệt vời. Và trong bài tin mừng chúng ta nghe nhiều rồi, chúng ta công bố nhiều, nên là thú thật với các cha là khi mà kêu con giảng con sợ lắm, giảng cho người đời con đã sợ rồi, giảng cho các cha nữa và giảng cho anh em mình nữa con càng sợ. Không nhận lời thì không được, mà nhận lời thì nó khó lắm lận chứ không phải đơn giản. Mình giảng với giáo dân là mình đã soạn bài rồi, còn giảng cho các cha nữa thì sợ lắm lận. Ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta cái lòng bác ái khó lắm. Đôi khi bác ái nó chỉ là cái bác ái bề ngoài, cái bác ái giả tạo, cái bác ái giả hình. Thú thật là con dị ứng cái chuyện mà đi nhận quà xong rồi đi cho lên mạng khoe mình cho người này người kia. Con xin lỗi quý cha, trên răng dưới cái ấy còn không có cái gì trong người cả. Kể cái áo lễ, kể cả sợi dây stola, kể cả cái bữa cơm hàng ngày, kể cả xăng nhớt đi lại, tiền thuốc, tiền men, tất cả mọi cái đều là quà tặng của Chúa qua ân nhân, qua gia đình của mình, qua anh chị em mình giúp mình. Mình có cái quái gì đâu mà để gọi là mình huênh hoang. Cái bài đọc 1 chúng ta thấy rõ ràng hay không? Có người ta ngày hôm nay giữa trong anh em có cái sự gian dâm. Mình đừng nghĩ gian dâm về xác thịt, mà là gian dâm về danh dự, về vinh quang, về vật chất, về tiền bạc nữa. Mình gian lắm, mình gian xảo lắm. Chúa ban cho mình nhiều mà mình không có bác ái. Mà cái chuyện quan trọng nhất để vào nước trời đó là cái gì? Là bác ái. Chứ không phải là cái chuyện làm cái này làm cái kia. Mình làm một cái gì đó mà mình không có lòng bác ái là chết rồi. Ngày hôm qua con có post lên một cái đoạn mà xem chừng ra rất là hot và cảm thấy dân nó bức xúc nhiều lắm. Bài giảng của Đức Cha Khảm trong ngày lãnh sứ vụ gọi là chủ chăn của Đức Tổng Nguyễn Năng ở giáo phận Sài Gòn. Đức Cha Khảm nói nghe rất là đau lòng mà cũng chẳng có gì lạ hết á. Điều đó được trích ở trong sách ngôn sứ Ezekiel và lời của Đức Thánh Cha Francisco. Ta sẽ lấy lại các chiên của ta, ta sẽ đòi lại các chiên của ta. Bởi vì các ngươi là những mục tử giả hình, các ngươi là những mục tử sao. Những con chiên béo thì đốt đi ăn thịt, giết đi ăn thịt. Còn bỏ rơi những con chiên nghèo khổ, bị vết thương, bị tai nạn thì các ngươi không bao giờ ngó tới. Điều đó nó nằm ở trong Kinh Thánh chứ đâu. Nhiều người cứ khoe là đọc sách này sách kia rồi ghê lắm. Với con chỉ gối đầu giường là cúng Kinh Thánh. Lời Chúa trong ngôn sứ Ezekiel đó mà Đức Cha Khảm giảng cũng chẳng mới, nó nằm ở trong Kinh Thánh. Và khi nghe cái bài đó, nhiều người họ cảm thấy xôn xao. Đặc biệt nhất là trong cái năm mà người ta xin lỗi, chỉ hô cái khẩu hiệu là hiệp hành. Không có bác ái thì đừng nói tới cái chuyện hiệp hành ở đây. Hơn thua tranh giành đấu đá thì không có gọi là cái chuyện hiệp hành gì ở đây hết cả. Và cái điều mà quan trọng nhất đó là cái sự hiệp nhất. Mỗi người chúng ta mỗi tính, mỗi suy nghĩ, mỗi cách. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất vẫn là cái sự hiệp nhất. Nếu không có sự hiệp nhất, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, thì có làm cái chuyện này chuyện kia đi cũng chỉ là bác ái giả hình. Và chỉ là cái thanh la phèn phèn mà thôi. Chẳng khác gì cái trống nó kêu, nó không có gì cả. Cái chuyện bác ái đó mời gọi mỗi người chúng ta suy nghĩ, và đặc biệt chính bản thân con. Con suy nghĩ con đơn giản lắm, ăn cây nào rào cây đó. Mình đang ở với anh em, mình đang ở cái vùng này và mình đang ở với cái ông già này. Mình cố gắng hết sức mình sống bác ái với anh em ngay từ trong nhà mình nè. Đi ra ngoài hàng xóm bác ái dễ lắm. Mẹ xin lỗi, chục thùng mì, 20 kg gạo là coi như là lên mạng, lên Facebook được rồi. Nhưng mà chính trong cái gia đình của mình, nghe những cái chuyện đâu đó mà hai cha hai mâm, hay là nghe đâu đó những cái chuyện mà người ta đi nói hành nói xấu nhau, con cảm thấy nó buồn lắm. Và mình cố gắng mình đừng sống như vậy. Cùng đọc kinh chung phục vụ với nhau, cùng ăn cơm chung với nhau, cùng đồng tế với nhau, vậy mà đi nói xấu với nhau thấy mới ghê chứ. Như vậy thì liệu ra rằng là mình chỉ là bác ái giả hình thôi. Mình cùng đồng tế, mình cùng chấm chung một chén mà, tại sao mình lại đi nói xấu nhau, tại sao mình lại phải chơi nhau? Được cái gì? Mình hạ người khác, mình dập sáng, mình dập cái ánh đèn của người khác đi, thì cuộc đời mình có sáng hơn hay không?
Cái chuyện bác ái rất cần trong đời sống của chúng ta. Bởi vì ai ai trong chúng ta cũng có cái tôi hết. Có lẽ hôm nay con nói có điều gì đó đụng chạm hay gì đó thì xin các cha tha cho con. Bởi vì cái điều đó là con thao thức và con cố gắng con sống thôi. Chứ không phải là con đã hoàn hảo khi con nói đâu. Và con rất sợ mình lỗi đức bác ái. Mình hơn thua đấu đá tranh giành. Mình dễ hạ người khác. Rõ ràng trong đời tu của chúng ta, tất cả những gì chúng ta đang có, chúng ta cho đi đều là của ơn Chúa. Nhưng mà nếu không khéo, mình cho người khác chút này chút kia, mình tưởng là mình cho, mình dễ bị lầm lắm. Thôi thì gọi là vô thế, bị triệt buộc, là gọi là phải giảng cho các cha. Thì con xin chia sẻ một chút suy nghĩ của con như vậy. Để chúng ta cố gắng khi mà ra trước tòa Chúa, Chúa sẽ không hỏi mình một cái điều gì khác ngoài cái chuyện bác ái. Có lẽ chúng ta không có tiền, chúng ta là người sống nhờ mà, nhưng mà chúng ta có tấm lòng, chúng ta có nụ cười, gặp nhau trao nhau nụ cười, gặp nhau chọc nhau một tí cho nó vui, đó là bác ái rồi. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để trong từng giây từng phút cuộc đời, mình xin Chúa cho mình đặc biệt cái ơn duy trì cái sự hiệp nhất trong anh em quan trọng và cái lòng bác ái với nhau. Cố gắng đã không giúp được nhau cái gì thì đừng quăng lựu đạn cho nhau. Thằng anh em mình nó chết, mình cũng chẳng sướng gì đâu. Thằng anh em mình nó bị bêu xấu thì mình cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Khi mà mình mang trong mình một cái thương hiệu của dòng Chúa Cứu Thế, xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để ngày mỗi ngày chúng ta sống bác ái với nhau. Ít là nụ cười, ít là lời cầu nguyện, ít là cái sự quan tâm với nhau. Để khi mà chúng ta nhắm mắt ước gì anh em chúng ta cũng ở trên thiên đàng hết, chẳng hằng nào muốn rớt lại dưới cả. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Teresa cho chúng ta luôn luôn bác ái với mọi người, luôn luôn bác ái đặc biệt ngay chính người trong nhà của mình, ngay chính trong cộng đoàn của chúng ta.